bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV, kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường. Bảng tin toàn cảnh nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường Việt Nam. Quảng Ngãi, 180 ngày cao điểm chống khai thác EU, thúc đẩy thương mại nông sản, thủy sản giữa Việt Nam Trung Quốc. Xuất khẩu hồ tiêu sang Trung Quốc tăng mạnh. 500 hectare khoai lang sẵn sàng chờ cấp mã vùng trồng. Quảng Ngãi, 180 ngày cao điểm chống khai thác EU. Các địa phương ven biển đang tập trung triển khai kế hoạch 180 ngày cao điểm gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều tỉnh, thành đã lập các đoàn kiểm tra từng bến cá, con tàu để giải quyết những tồn đọng liên quan. Những ngày này, công tác tuyên truyền đang được lực lượng biên phòng Quảng Ngãi liên tục triển khai sát sao tại các bến cá. Mục tiêu của đợt cao điểm là không để xảy ra tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài. 100% phương tiện ra khơi đều được kiểm soát chặt, kể cả số lượng thuyền viên đi trên tàu cũng như trang thiết bị theo quy định. Quảng Ngãi có hơn 3.200 tàu đánh bắt xa bờ trong tổng số 4.540 tàu cá, với khoảng 38.000 lao động nghề biển. Đến thời điểm này, Quảng Ngãi đã cơ bản ngăn chặn tình trạng ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài. Địa phương này cũng tập trung hoàn thành đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định và đưa toàn bộ dữ liệu này vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Thúc đẩy thương mại nông sản, thủy sản giữa Việt Nam Trung Quốc. Ngày 8 tháng 3, tại Hà Nội, Tổ điều hành Diễn đàn 970, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, NN và PTNTPHOIHPVEUBN tỉnh Quảng Ninh tổ chức diễn đàn trực tuyến thúc đẩy thương mại nông sản thủy sản và sản phẩm thủy sản giữa Việt Nam Trung Quốc Quảng Tây. Một Thứ trưởng Bộ NN và PTN Trần Thanh Nam chủ trì diễn đàn tại điểm cầu Hà Nội. Một phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết, gần đây, các doanh nghiệp hai nước đã tập trung ở cửa khẩu Móng Cái, Đông Hưng để tìm bạn hàng vì đây là cửa khẩu quan trọng trong xuất khẩu nông sản, đặc biệt là mặt hàng thủy sản của cả Việt Nam và Trung Quốc. Thứ trưởng Trần Thanh Nam cũng bày tỏ mong muốn diễn đàn sẽ giải quyết được thắc mắc của các đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời là động lực thúc đẩy giao thương nông sản Việt Nam, Trung Quốc trong thời gian tới. Về tình hình xuất khẩu và đăng ký doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu vào Trung Quốc, đại diện Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thông tin, đăng ký xuất khẩu sản phẩm thủy sản được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống thương mại một cửa CIFEZ của Tổng cục Hải quan Trung Quốc GACC. Đại diện Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường cũng lưu ý các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước cần khẩn trương thực hiện đăng ký gia hạn theo quy định của GACC để không ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu, hạn chế các ách tắc thương mại. Để tháo gỡ các khó khăn, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường khuyến nghị phía Trung Quốc đẩy nhanh việc phê duyệt các hồ sơ đăng ký trên CIFEZ, phê duyệt hồ sơ đăng ký cơ sở bao gói thủy sản sống và hồ sơ đăng ký bổ sung sản phẩm. Xuất khẩu hồ tiêu sang Trung Quốc tăng mạnh. Lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng cao trong 2 tháng đầu năm. Theo thống kê bộ sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, VPA, trong tháng 2 năm 2023, Việt Nam xuất khẩu được 28.161 tấn hồ tiêu, gồm 25.959 tấn tiêu đen và 2.202 tấn tiêu trắng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 85,1 triệu USD. Trong đó, tiêu đen đạt 74,8 triệu USD, tiêu trắng đạt 10,3 triệu USD. So với tháng trước, lượng xuất khẩu tăng 122,6%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu được 40.814 tấn hồ tiêu, trong đó tiêu đen đạt 37.310 tấn, tiêu trắng đạt 3.504 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 128,6 triệu USD, tiêu đen đạt 111,8 triệu USD, tiêu trắng đạt 16,8 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2022, lượng xuất khẩu tăng 33%, tương đương 10.138 tấn, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu giảm 9% tương đương 12,7 triệu USD. Hầu hết các thị trường xuất khẩu lớn đều ghi nhận mức tăng trưởng trong 2 tháng đầu năm. Trong đó, Trung Quốc vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu chính của hồ tiêu Việt Nam 2 tháng đầu năm 2023 đạt 10.209 tấn, chiếm 25% và tăng 760% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số thị trường khác cũng có lượng nhập khẩu tăng như UAE 2.655 tấn, tăng 40%, Philippines 1.129 tấn, tăng 36%, xuất khẩu cũng tăng ở Senegal, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Bangladesh. Trong khi đó, xuất khẩu quý ghi nhận mức giảm 5,2% về lượng và giảm 7,2% về kim ngạch trong tháng 2 năm 2023, lần lượt đạt 5.812 tấn và 16,8 triệu USD. Lũy kế 2 tháng, xuất khẩu quý đạt 11.941 tấn, trị giá 35 triệu USD, tăng 48,7 về lượng và 13,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Ấn Độ, Hoa Kỳ và Bangladesh là ba thị trường xuất khẩu chính của quý Việt Nam,
chiếm tỷ trọng lần lượt là 38,4%, 10,8% và 10,1%. Trong đó xuất khẩu sang Ấn Độ đạt 4.590 tấn, tăng 175,7%, Hoa Kỳ đạt 1.284 tấn, tăng 7,7% và Bangladesh đạt 1.202 tấn, tăng 46,8%. Một số thị trường cũng có lượng nhập khẩu tăng đột biến như Indonesia tăng 825,6%, Trung Quốc tăng 600%. 500 hectare khoai lang sẵn sàng chờ cấp mã vùng trồng. Người dân, doanh nghiệp tại Đắk Lắk đang tất bật chuẩn bị cho công tác kiểm tra, đánh giá cấp mã vùng trồng khoai lang trong những ngày tới. Những ngày đầu tháng 3, gia đình ông Phạm Quốc Hưng ngụ thôn 3, xã Eadbin, huyện Lắk cùng hơn 30 hộ dân khác đang tất bật chuẩn bị cho công tác đánh giá mã vùng trồng khoai lang của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Gia đình ông Hưng có 7 hectare đất canh tác khoai lang hơn 10 năm nay. Những năm trước, giá cả bấp bênh, năng suất không đạt vì ảnh hưởng thời tiết và dịch bệnh. Nhưng khi Trung Quốc đồng ý nhập khẩu chính ngạch khoai lang Việt Nam, các doanh nghiệp tìm về địa phương để liên kết thiết lập mã vùng trồng xuất khẩu. Hiện ông Hưng và các hộ nông đan khác đã thành lập tổ hợp tác để nâng số diện tích canh tác khoai lang cho đủ điều kiện cấp một mã vùng trồng. Việc liên kết với doanh nghiệp cũng giúp người trồng khoai lang tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật và bao tiêu đầu ra nên yên tâm sản xuất. Những năm trước giá khoai lang rơi vào khoảng 7.000, 8.000 đồng trên kg. Kể từ khi có thông tin xuất khẩu chính ngạch hiện mỗi ký được thương lái thu mua 12.000 đồng. Nếu giá này giữ vững đến hết vụ, người trồng khoai lang có lãi lớn, ông Hưng vui mừng cho biết. Tương tự, gia đình ông Hoàng Văn Quảng ngụ thôn 3, xã Eadbin, huyện Lắk cũng có hơn 3 hectare đất trồng khoai lang chuẩn bị được đánh giá, cấp mã vùng trồng trong những ngày tới. Khi chính quyền thông báo thành lập tổ hợp tác để liên kết lập hồ sơ mã vùng trồng, người dân rất ủng hộ. Bởi nếu khoai lang được xuất khẩu chính ngạch thì giá cả được nâng cao, người dân không phải lo việc được mua mất giá. Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường. Bản tin toàn cảnh nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường Việt Nam.